Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Thuốc Tây, thuốc da rồi đi thử máu rồi mới ăn. Ăn mấy mấy cái gì? Kim tỏa. Mà trong thời gian đau lưng. Đúng rồi, thằng gì thì đau lưng, đau lúc sống là 14 năm. Đau lắm. Đau lắm, anh này từ lúc đến trông mặt anh chán đời lắm, heo uốn lắm. Ngay đầu khi đầu tiên mà cô giáo bảo đây không chữa bệnh là tôi đã xỉu rồi. Thấy buồn lắm rồi. Không chịu bệnh rồi đâu, anh vô anh học luôn. Nhưng mà cô giáo bảo muốn chữa bệnh ở đây chẳng phải là phải học trước, học sau mình chữa mình luôn. Căn bản là phải hiểu được bệnh đã, thì là mình đã thấy thấy mừng rồi. Còn tôi nghĩ rằng là học đã lâu lắm. Nhưng mà khi mà tôi đồng ý học thì tôi nhìn lên trên bảng thì chỉ giới thiệu tất cả những cái hệ thống của máu thôi. Nó chạy như thế nào, một cách dọn dẹp như thế nào. Nó giống như tất cả những cái mình hiểu, nó cũng như tất cả những cái đường ống nước trong nhà mình vậy thôi. Cái nào bị tắc như thế nào, chỉ có việc khai thông. Khai thông được thì đương nhiên nó chạy tốt. Rồi, bạn đúng rồi đó, đúng rồi. Nghe cái gân nó sật 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 đó là đúng. Đúng rồi đó, chính xác. Đó, út đúng rồi, út làm thế cho nó mềm gân ra. Rồi. Mình làm mình cứ bật ngũ bội một vòng xong mình lại bẻ cái ngón chân nó mềm lên, bẻ lên cho nó mềm cái sợi gân. Rồi mình lại bật, bật xong mình lại bẻ mềm, rồi mình lại bật. Mình cứ làm liên xen kẽ như vậy. Tam tinh chính xác luôn. Rồi cái ngón cái mình bật ở dưới ấy, cái khe, cái làn ranh á, ở giữa ngón và bàn, đúng rồi, tinh đúng chưa? Đúng rồi. Qua đầu là tự nhiên là cái tay nào cũng dài, tay ngắn luôn. Ừ, nó đều nhau thôi. Vì để học mà lúc đầu hai tay đều nhau. Thì lúc đầu thì đương nhiên khi có bệnh thì cái bên bệnh thì bao giờ nó cũng phải có cái vấn đề trở lại. Nó bị chênh lệch. Nó chênh lệch nhiều. À, rồi sau khi bấm là coi như là nó đi nhau. Bấm bình thường ra thì theo như tất cả mọi người ấy, thì nếu giả sử nếu cho nó dài ra thì người ta phải cầm cái chân hoặc cái tay người ta kéo cho nó dài ra. Nhưng mà chỉ đây chỉ có bấm mấy cái huyệt thôi. Rồi nó ra nó vào thì lúc nào thì không hay. Rồi. Nhưng khi đứng lên kiểm tra thì nó phải hết. Nó phẳng. À. Rồi mình đi lại vai mình nó không bị lệch nữa. À. Cái đó mình phải làm như xoay bên nào, xoay chân nào chúng ta ngồi ngay ở chân đó thì không bao giờ xoay ngược chiều được. Nhớ là luôn luôn là xoay chân nào ngồi đúng bên đó để tránh cái trường hợp xoay ngược chiều người ta chật khớp háng chân. Quay học 10 lần, chân học đâu? Mà đi tốt, ngồi lên ngồi xuống. Trong thời gian chữa là coi như là tạm thời là coi như mới bắn lần đầu tiên mà giảm mấy phần trăm, 10%. Nó hầu như đối với tôi ấy, thì hầu như nó giảm rồi. Tức là thứ nhất là cái vấn đề vui mừng quá, mà cái thứ hai nó là hầu như theo tôi nó phải giảm tới 80%. Rồi, cho học được mấy ngày. Rồi sau đó là tôi tiếp tục tôi học thêm cho nó đủ cái khóa lớp này. Rồi. Gọi cho nó khoảng trình 6 ngày rồi. Rồi sau đó là chú Diên nhà chú bấm nữa là bây giờ hết luôn không? Bây có giờ, đau nữa không? Có thỉnh thoảng đau gì nữa không? Bây giờ hiện tại thì bình thường thì tôi không thấy cầm cầm đau. Nhưng nếu giờ mà tôi vận động nhiều á, ông em là nó mỏi giờ mới gọi ngày kế cho thuốc nè. Rồi, chỉ bây giờ là nhiều lúc mình làm rồi á, là thấy mỏi, chứ không thấy đau giống như tự sau. Đúng không? Thì đúng rồi. Nhưng mà cái căn bản là mình đứng lên ngồi xuống thấy thoải mái được. Thấy thoải mái phần lúc đầu tiên. Thì nó tự nhiên hơn. Rồi. Như là người không có đau. Rồi, vậy thôi chúc mừng chú gì bắn tiếp thì cho nó hết luôn. Biết không, anh đấy học á, đến ngày học lớp mình có 5 buổi thôi. Học gì vậy không? Học lớp này vừa mới học xong đây này. Rồi. Mới tốt nghiệp cách đây 2 ngày. Rồi. À, anh ấy đến ngày thứ 3 mà bấm lần đầu tiên là khỏi 80% đấy. Rồi. Là trường hợp của anh này. Sau đó là học thêm 2 ngày nữa là xong khóa học. Yeah. Khóa học của mình ngắn lắm, 5 ngày à. Dạ. Yeah. Phải nói rằng tôi bất mừng chú có bất ngờ. Chú ở đâu? Thì mới ở dưới Bảo Lộc Lâm Đồng. Bảo Lộc Lâm Đồng hả? Xuống đây hả? Xuống đây. Rồi. Dạ. Tại vì đầu tiên là của tôi là mong ước làm sao là tôi lên tôi gặp thầy để chữa bệnh. Nhưng mà cô thì cô lại bảo là cô ở đây không chữa bệnh. Nhưng mà bây giờ chú chữa xong chú chia hay là chú ở đây chú làm gì? Chứ. À chú về nhà ở trên này mình không có nhà. Dạ. Ở dạ. Chỗ. Dạ. Mình thấy là cái bài học nó quá đơn giản. Quá đơn giản. Đơn giản mà hiểu nhiều hơn. Đấy.
trong khi không phải mất quá nhiều thời gian để mình học. Những con số là cả là vấn đề khó lắm. Không đủ bên mà bên chứng cứu nhất là anh phải hiểu được nguyên lý của nó thì thời gian quá lâu, chứ đừng nói đến những con số nó quá nhiều mà phải thực hành nhá, theo thầy phải thực hành nhá. Hàng năm hàng ngày thì mình mới nhớ được, mà đây mình thấy là nó quá đơn giản, quá một mà cô giáo cứ vừa nói vừa cười cứ như giỡn mà. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.